Dạ vâng, em Khả Năng xin kính chào tất cả quý vị anh chị, quý bác và con cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Năng ô tô Hải Phòng. Chỉ từ 150 triệu thôi, quý vị anh chị sẽ có được một chiếc Honda City, xe của Nhật. Thương hiệu của Honda, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam đời 2018, rất là cao, đời một tư nhân một chủ tư mới các bác nhé. Em mua chính tên chính chủ, chủ xe người Hải Phòng. Mang lớp sơn màu trắng rất là đẹp đây, động cơ 1.5 số tự động. Chiếc xe này em chỉ bán có hơn 430 một xíu thôi. Quý vị anh chị nào mà cảm thấy chiếc này nó hợp lý thì alo trực tiếp Khả Năng ô tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Chỉ 150 triệu là anh em có thể trả góp đến 70% giá trị chiếc xe này. Đấy, thì bên em có hỗ trợ làm trả góp sang tên cho quý vị anh chị các vùng miền, tỉnh thành. Chiếc này một chủ từ đầu các bác nhé, sơn zin, máy zin, keo chỉ zin, thân vỏ zin 100%. Anh em nào cứ tìm ra lỗi này em tặng luôn xe này và không bán nữa. Đấy là uy tín trách nhiệm của Khả Năng ô tô sẽ hứa với mọi người, và làm anh em có thể lưu cái video này về, nếu mà sai em xin đền xe cho mọi người luôn, chứ không không lấy mọi người một đồng nào luôn. Bây giờ xe cộ là đời cao như này, làm phải làm chắc, phải làm xe đẹp thì các bác mới ưng được. Em mua xe đẹp nên mua rất là cứng xe các bác nhé. Còn trên thị trường nếu anh em mà mua rẻ hơn thì anh em phải lưu ý, vì bọn em đã cái giá nó rất là sát, vì em mua trực tiếp của nhân dân rồi. Chiếc xe này đời 2018, động cơ 1.5 số tự động. Nó sẽ tiêu hao của chúng ta khoảng tầm 6 lít xăng trên 100 km các bác nhé. Rất tiết kiệm luôn. Đây em cho thông số luôn mọi người xem. Nếu kết hợp thì tầm 6 lít mốt nhé. Ngoài đô thị chỉ 5 lít thôi, trong đô thị là 7 lít 97. Vì con này nó có chế độ Eco. Đây Eco anh em nhìn thấy chưa, siêu tiết kiệm nhiên liệu nhé. Nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, nó chỉ tiêu hao lanh quanh khoảng tầm 5 lít, hơn 5 lít trên 100 km đường trường thôi. Đấy, siêu tiết kiệm nhiên liệu, với cái giá thành của nó chỉ hơn 430 thì nó rẻ hơn Vios những khoảng bao nhiêu nhỉ? Rẻ hơn Vios khoảng 60 triệu anh em ạ. Nếu mà con này nó rẻ hơn Vios khoảng 60 triệu mà đẹp hơn, em thấy nó đẹp hơn mà chẳng bao giờ người ta làm taxi dịch vụ của dòng Honda City này cả. Đấy, thì cái dòng City này thì một động cơ 1.5 nó bằng Vios, nó tiêu hao bằng Vios thôi, nhưng chất lượng xe thì nó rất là tốt. Đây, ông anh em có thể tham khảo Vios bên em các bác nhé. Vios đời 2019 này. Đấy. 15A49006 đây, em chỉ lên sóng báo giá sau cái video này. 4 lốp mới tinh, xe tư nhân một chủ sử dụng từ đầu, biển Hải Phòng luôn. Đấy. Rất là nhiều xe đẹp cho quý vị anh chị lựa chọn làm trả góp các bác nhé. Lần này thì bọn em sẽ làm trả góp cho anh em rất nhiều xe, quý vị anh chị yên tâm. Đời 2019 mà giá chỉ loanh quanh 480 thôi. Còn bớt, còn độc lá, còn bao rút hồ sơ cho quý vị anh chị nhé. Thì em tập trung vào nhân vật chính của chúng ta màu trắng đây, thì em sẽ quay sang bên này. Đời 2018 mà giá chỉ 439 triệu thì còn bớt, còn độc lá nữa, còn bao sang tên, còn làm trả góp cho quý vị anh chị. Anh em nào mà quan tâm cứ alo trực tiếp Khả Năng ô tô đến cửa hàng xem xe. Số điện thoại 0326062789 nhé. Mà nước sơn màu trắng cái mẫu xe này anh em về không phải làm gì cả. Về phần sơn xi thì nó là màu trắng nguyên bản theo xe từ đầu các bác nhé, và không có đổi màu, không có đâm đụng va chạm gì. Chính vì thế nên không có bảng matit, và cái thân vỏ của nó còn nguyên, keo chỉ nó zin, không có đâm đụng va chạm gì cả. Dòng City Ivytech này đời 2018 các bác nhé. Đấy, phiên bản số tự động, động cơ 1.5. Dòng này anh em có thể làm xe gia đình đi khoảng tầm 10 năm nữa không lo hỏng, 10 năm nữa luôn, rất là đẹp bền. Đấy. Bên ngoài nó rất là đẹp và căng bóng nhá, sơn zin hết các anh em nhé. Chắc là cái phần xước sát ba đề sốc thì mình không tránh được, nhưng mà thực ra là xe cũ mà. Còn lại cái phần đâm đụng thì em xin bảo hành cho bà con là zin 100%, không một tí mảy may nào xước sát cả. Rất là đẹp, không móp méo và không phải giật rung ra cả. Đây anh em nhìn nội thất này, xe cộ của nó này, keo chỉ nó zin hết 100% luôn. Nó có đâm đụng va chạm vào đâu bao giờ đâu. Đây này, zin hết nhé. Đấy, một chủ từ mới nhá. Em mua chính chủ, chính tên chính chủ luôn. Vô lăng bên ngoài người ta bọc bằng ấy, bọc cái áo vô lăng này, anh em có thể lau bằng tay cũng hết này. Đấy, bên trong này anh em nhìn vô lăng này, nó đẹp mới tinh luôn. Đây. Rất mới này, củ số này. Đấy. Trần da, ghế da các bác nhé. Ghế da xịn theo xe từ đầu. Đấy, rất là đẹp. Xe nó không một lỗi nhỏ mà, không đâm đụng va chạm gì. Em quay từng cái ốc, từng cái đinh cho bà con nhìn này. Ốc khoa thị này, anh em nhìn thấy chưa? Mới tinh luôn, tinh tươm mà chưa hèn tháo mở lần nào luôn. Càng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối này. Đây. Quý vị anh chị có thể đi qua làm ơn xin một like đăng ký kênh được không ạ? Chỉ từ 150 triệu thôi, anh em Hải Phòng thì nhận xe ngay trong ngày. Anh em Hải Phòng nhận ngay xe ngay trong ngày. Còn anh em ở tỉnh khác thì em rút hồ sơ sang tên cho bác làm trả góp các bác nhé. Đợt này trả góp được rồi. Lãi suất cơ bản của trả góp như này. Trả góp thì anh em sẽ 6 tháng đầu thì người ta sẽ cho anh em lãi suất là 9,5% một tháng, một năm. 6 tháng đầu thì nửa năm đầu thì nó sẽ cho 9,5% một năm. Còn sau đó là lãi suất thả lổi từ 13 đến 15% là anh em phải chấp nhận và không phải mua bảo hiểm nhé. 13 đến 15%. Bình thường ngày xưa anh em mình mua là 13,2% một năm
đấy là lãi suất trả góp đấy. Bây giờ nó tăng lên khoảng tầm 15% là bao nhiêu? Thì là tổng là khoảng 15% một năm, thì anh em mỗi tháng thì 100 triệu anh em mất khoảng tầm 1 triệu tư anh em nhé. 1 triệu tư tiền lãi. Ngày trước là mất 1 triệu 2. Thì bây giờ thành 1 triệu tư, thì mỗi tháng mất hơn 200.000 tiền tiền gọi là nó bây giờ thời điểm này nó giá lãi suất nó cao hơn một chút. Đấy thì anh em nào trả góp thì qua cửa hàng em tư vấn trực tiếp cho dễ nhé. Ở mẫu xe này thì khả năng ô tô đang đi biết giá bán là 439 triệu đồng, đăng kiểm tháng 1 năm 2024. Xe bao zin bao đẹp, không lỗi, không đâm đụng va chạm, không keo chỉ, không mất một phân nào. Máy số thân vỏ zin hết 100%, hai nguyên hai chìa khóa các bác nhé. Nguyên hai chìa khóa theo xe từ đầu và không hề có đâm đụng va chạm gì cả. Lốp mới, đăng kiểm dài, đang đúc. Rồi thì mọi thứ là đèn pha rồi đèn gầm, tất cả mọi thứ là đều nguyên zin. Có khiển cốp đây, anh em khiển cốp đây. Chìa khóa của nó còn nguyên nhé. Đây. Khiển cốp, mở cốp các thứ là đầy đủ hết nha. Các bác nhìn này. Đấy, cái bọc vô lăng lúc sớm em nói kìa, người ta tháo này, anh em tháo ra để đây rồi. Đấy, keo chỉ này, không mất một phần nào luôn. Sơn zin hết. Từ đầu luôn, 439 triệu đời 2018 các bác nhé. Anh em nhìn hộ em này. Đấy, lốp sơ cua này cùng với cái đồ mở lốp này. Sách hướng dẫn Honda City anh em nhìn hộ em này. Đây. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ còn nguyên hết các bác nhé. Còn nguyên này. Nguyên đai, nguyên kiện này, sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Honda này, anh em nhìn thấy chưa? Siêu mới và siêu đẹp mà. Con này nói thật với các bà con bác chị về chỉ đổ xăng là chạy thôi, còn không phải làm bất cứ cái gì cả. Em vừa chạy vào đây gầm bệ chắc chắn, nó chắc lịch luôn đấy, không có một lỗ nhỏ luôn. Quá xuất sắc. Đây nhá, sổ bảo hành này, kỹ thuật lái xe các thứ này. Mà kỹ thuật lái xe an toàn anh em nhìn thấy không? Mới tinh hết. Mọi thứ em cứ để nguyên theo xe cho bà con các anh chị này, tặng theo xe. Vì em mua chính tên chính chủ nên mới còn giữ được những cái này. Giờ em sẽ để lổ máy lên cho mọi người xem theo máy móc con này như nào. Có zin như em mô tả hay không nhé. Đây. Bàn đạp chân côn chân phanh các bác nhìn này. À chân ga với chân phanh này. Đấy. Mới tinh. Đây lổ start top nhá. Phím gẩy vô lăng, gẩy phím vô lăng này. Đấy anh em có thể chế độ S này, anh em có thể gẩy số vô lăng được. Còn cruise control đây các bác nhìn thấy chưa? Cruise control này khi chúng ta gài ga tự động trên trên đường. Anh em muốn đi 50 anh em gài 50, anh em muốn đi 80 anh em gài 80. Rất là sướng ấy. Phím thay đổi âm lượng trên cái màn hình nguyên bản theo xe. Anh em thích nắp màn hình khác thì nắp đúng không? Xe đi được 6.5702 km các bác nhìn thấy không? 65.000 km. Mới tinh. Nói chung là chưa phải động chạm gì cả. Mới hết, mới thay vừa thay một dàn ốp mới tinh nữa. Ốc cửa mọi thứ là nguyên zin chưa ra. Đấy. Máy số nguyên zin hết. Chế độ eco đây anh em bật lên nhá. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nó chỉ khoảng 5 lít trên 100 km thôi. Gương kính chỉnh điện, cụp xòe gương đầy đủ các bác nhé. Đấy, không một lỗi nhỏ mà. Chiếc xe này về các bác chỉ việc đổ xăng là chạy, không cần làm bất cứ cái gì cả. Khả năng ô tô uy tín trách nhiệm tại Thành Công. Anh em nào đến xem xe mà tìm mà lỗi em tặng xe luôn, không bán. Tặng luôn con này không bán nhé. Vì cái xe nó quá đẹp, nếu mà anh em mà mua cái hàng rẻ quá thì các bác không nên mua. Em nói thật. Dòng này giờ đề cao anh em cứ mua xe chọn xe đắt tiền mà, thật đắt tiền mà mình mua thì nó an tâm hơn rất là nhiều các bác nhé. Em sẽ cho các bác xem luôn cái phần khoang máy động cơ của cái chiếc Honda City này. Đấy, máy của nó zin đét là đẹp các bác nhé. Zin đét đẹp luôn, nổ rất là êm, động cơ 1.5. Đây anh em nhìn này. Đấy, keo đôi chuột còn nguyên này các bác nhìn thấy chưa. Đây. Đấy, cái keo này trắng trắng ở giữa này. Mà nó mà rách ra rồi hay là nó mất rồi đấy thì nó sẽ làm máy rồi. Đây các bác nhìn nội em này. Cái keo này em chỉ đây, cái keo này một tí này thôi nhưng mà nó là cái keo zin của nó các bác nhìn thấy chưa. Đấy. Ốc zin hết này, chưa mở ốc nào. Lốc điều hòa. Đấy. Anh em nhìn kỹ hộ em, xe nó rất là đẹp. Nhìn con xe nó đáng đồng tiền bát gạo luôn. À, mặt máy vẫn còn nguyên kìa, chưa mở kìa. Đấy. Chắc con này chỉ thay mấy cái buji thôi. Đây là số máy của chiếc xe nhá. Honda City nhìn số máy rất là dễ này. Số máy này, đấy. Còn số khung thì ở trên sau ghế nhá. Là chung rồi, đấy. Ốc ở dưới ốc ốc đáy máy kìa, còn nguyên hết này, chưa hề mở kìa. Nguyên vết sơn bảy màu luôn. Đầu thằng sắt xi các bác có thể nhìn cúi phát nhìn thấy ngay. Dòng này nhìn rất là dễ, sắt xi đây. Đấy, nhìn rất là dễ luôn. Đâm đụng va chạm anh em nhìn thấy ngay. Và chỉ có xe đẹp, đẹp nhức nách chưa các bác nhá. Cabo chưa hạ này. Cabo chưa mở nhé, cabo chưa mở. Cùng với keo chỉ cabo là nguyên zin hết. Đấy. Em quay kỹ như này cho bà con đến chỉ có chốt thôi. Xem xe ưng phát là anh em đặt cọc, em làm trả góp cho anh em hoặc là anh em trả thẳng. Trả thẳng còn bớt còn lục lá cho bà con nhé. Trân trọng cảm ơn mọi người. Xin kính chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, thành công, may mắn. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo của em đăng.